Bạn có biết kẻ thù tự nhiên của rắn độc là ai không? Điều đầu tiên nhiều người nghĩ tới, chắc là con lừng mật, vì lừng mật đã được Guinness chứng nhận, loài động vật dũng cảm nhất thế giới, cho nên dù có thấy rắn độc, sẽ không cảm thấy chút sợ hãi nào, nó sẽ lao về phía trước để chiến đấu với con rắn độc. Lừng mật có cú cắn cực mạnh, có thể cắn chết rắn độc chỉ trong một đòn, quan trọng hơn, lừng mật cũng có thể chống lại nọc độc của rắn hổ mang. Cho nên dù có bị rắn độc cắn, chỉ cần ngủ một chút và mọi chuyện sẽ ổn, nhưng ở châu Phi có một kẻ thù rắn còn mạnh hơn cả lừng mật. Đó là cầy mang gớt. Cầy mang gớt là một loại động vật tuy không lớn. Điều đáng nói là, hầu hết cầy mang gớt đều có thể ăn rắn. Và trong số những bậc thầy bắt rắn, cầy mang gớt vẫn có tên này. Có thể thấy đây chính là trần nhà của thế giới bắt rắn. Cầy mang gớt săn rắn giống như mèo săn chuột. Điều quan trọng là phong cách thoải mái và tự do. Có người từng chụp ảnh chúng đang săn rắn hổ mang. Khi cả hai gặp nhau ở nơi hoang dã, cầy mang gớt sẽ liên tục khiêu khích rắn hổ mang. Rắn hổ mang tức giận đến mức tiếp tục đánh trả, nhưng tất cả đều bị cầy mang gớt tránh xa. Cuối cùng khi rắn hổ mang kiệt sức, cầy mang gớt chớp lấy cơ hội khác và cắn vào đầu con rắn hổ mang. Rắn hổ mang chết ngay tại chỗ. Sau đó câu hỏi được đặt ra là có hơn 20.000 con rắn độc ở đảo rắn Đại Liêm. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai con cầy mang gớt bị ném lên đảo? Có thể ăn hết rắn độc không? Chúng ta cùng xem nhé. Bạn có biết nơi nào rắn tập trung nhiều nhất không? Câu trả lời chắc chắn là đảo rắn. Và đừng nghĩ đảo rắn là hiếm. Theo ước tính sơ bộ, trên thế giới có hơn 7.000 đảo rắn. Và giữa rất nhiều hòn đảo rắn, không nhiều có thể được coi là nổi tiếng, ví dụ đảo rắn Brazil, đảo rắn Ukraine, ngoài ra còn có đảo rắn ở Boston, Mỹ. Trong số đó, nơi mà chúng ta quen thuộc nhất có lẽ là đảo rắn của Brazil. Trên hòn đảo có tổng diện tích chỉ 0,43 km vuông này. Sống đông đúc, hàng ngàn con rắn lục đầu vàng. Đây là loài rắn có nọc độc cực cao, nọc độc của nó gấp khoảng 5 lần so với rắn độc thông thường. Vì vậy, chỉ những người rất chuyên nghiệp mới có thể lên đảo rắn. Ngoài ra, ở vị trí quận Thuận Khẩu, Đại Liên, ngoài ra còn có đảo rắn nổi tiếng thế giới, đó là đảo rắn Đại Liên. Hòn đảo nhỏ này dài khoảng 1,5 km và rộng 0,8 km. Tổng diện tích chỉ 1,2 km vuông, nhưng vì tên là đảo rắn nên đương nhiên cũng có những điểm rắn của mình. Theo số liệu thống kê, đảo rắn Đại Liên có khoảng 20.000 con rắn độc. Và tất cả chúng đều thuộc cùng một loại rắn lục được gọi là rắn lục lông mày đen. Giống như loài rắn lục đầu ráo vàng ở đảo rắn Brazil. Rắn hổ mang lông mày đen cũng là loài rắn cực độc. Người ta nói rằng một gam nọc rắn có thể hạ gục 30.000 con chim bồ câu, đầu độc 1.000 con thỏ. Tất cả chúng ta đều biết cầy mang gớt là kẻ thù của loài rắn độc. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thả hai con cầy mang gớt lên đảo rắn? Chuyện gì sẽ xảy ra? Đảo rắn Đại Liên có hơn 20.000 con rắn độc. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai con cầy mang gớt bị ném lên đảo? Có thể nhiều người cho rằng cầy mang gớt giống như món ăn vặt, ăn hết rắn lục mày đen trên đảo, nhưng nó không đơn giản như bạn nghĩ. Trước hết, rắn lục mày đen là loài rắn rất độc. Chỉ cần 0,1 gam nọc rắn có thể hạ gục một người đàn ông trưởng thành. Và vì quanh năm trên đảo thiếu lương thực, rắn càng ngày càng độc. Tất nhiên cầy mang gớt có khả năng kháng nọc rắn rất cao. Điều này khiến chúng gần như miễn dịch với vết cắn của rắn độc. Tuy nhiên, khả năng kháng nọc rắn mạnh không có nghĩa là nó miễn nhiễm với mọi chất độc. Trên thực tế, khả năng chịu đựng nọc rắn của cầy mang gớt có giới hạn trên. Nói cách khác, mặc dù rắn lục lông mày đen không thể cắn cầy mang gớt, nhưng nếu một tá rắn lục lông mày đen tụ tập lại, cầy mang gớt rắn có mạnh đến đâu cũng sẽ kết thúc. Bên cạnh đó, nọc độc của rắn hổ mang đen là chất độc thần kinh. Mặc dù nó không thể giết cầy mang gớt ngay lập tức, nhưng khiến đối thủ rơi vào trạng thái tê liệt trong thời gian ngắn. Điều này sẽ tạo cơ hội cho rắn lục lông đen trốn thoát. Hơn nữa, trên đảo rắn Đại Liên, nhưng có tới hơn 20.000 con rắn độc, làm sao hai con cầy mang gớt có thể ăn hết mọi thứ? Tất nhiên, nếu hai con cầy mang gớt này, nếu họ là một nam và một nữ, chúng có thể chiến đấu chống lại rắn độc bằng cách sinh sản con cái. Nhưng nếu làm điều này, gia đình cầy mang gớt cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tồn rất lớn. Chỉ là họ không giải quyết được vấn đề cận huyết. Nếu vậy, tốt hơn hết là đừng nghĩ đến việc ném bất cứ thứ gì lên đảo rắn.